để cho có vậy đó vụ vụ vậy đó mai thành lệ chú ơi chúng con ước mong chú về chú sẽ không có về được khi đức thầy chưa ra lệnh chú làm việc dưới chướng của đức thầy sư phụ và của cha thượng đế và chư phật thì đức thầy cũng lãnh nhiệm vụ của cha thượng đế và chư phật phật a di đà khi các ngài ra lệnh thì chú mới dám về còn bây giờ chú chỉ lên đây lót chót với mấy cháu để mà an ủi tinh thần để mà có cái nguồn vui để mà chờ đợi những cái ngày sáng sủa trong tương lai thay vì chú không lên đây nói thì mọi người sẽ không có hiểu gì hết không biết tương lai nó sẽ mù mịt như thế nào thì hôm qua chú upload lên một cái những cái lời chú tiên tri cách đây năm 2018 là chúng chúng rất là cao thì uh, hôm nay cũng vậy chú cũng lâu lâu uh, cũng lên đây nói để nhắc nhở mọi người cứ giữ giới và lo tu tập mình chỉ cần thay đổi thôi giống như mấy anh thường ngày ăn nhậu tối ngày thì nhậu ba cử thì giờ mình bớt lại hai cử còn cử mình ở nhà chế vợ con rồi dẫn vợ con đi uh, biển hay đi đâu chơi để cho có cái tình cảm gia đình uh, gắn bó rồi ai cũng vui đó là chú lên chú nhắc nhở ở mọi người như là thay tâm thay tánh một chút. Người nào ăn chay trường được thì ăn chay trường thì tốt. Đó là đức thầy khuyên chú lên đây nói như vậy. Còn người nào không ăn chay trường được làm việc giống như thợ hồ, bưng bán ở ngoài đường ăn uống tạp nhạp thì nên giữ tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục có nghĩa là mình ăn cái con gì mình đừng có thấy nó chết, mình đừng có thấy nó rồi người ta bắt nó ta làm đồ cho mình ăn và đồng thời mình đừng có đi chỉ những cái con còn sống giống như người ta bán mấy con nó còn nhúc nhích còn sống mình đừng chỉ là tôi mua con này à, bắt nó về để mà ăn đừng có làm vậy à, thấy chỉ và đừng có bao giờ mình đi ngang cái mình nghe người ta cắt cổ con gà ăn vịt hay là đâm, 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 đâm thọc bướt heo hay là con bò mà nó kêu ó lên rồi nó chết khi mình nghe thì mình cũng đừng có ăn cái con đó mục đích ăn chay giữ tam tịnh nhục giữ tâm từ bi chứ ăn chay không có thành Phật được nha quý vị. Ăn chay để cho nó có sức khỏe và giữ tâm từ bi mà thôi. Chứ ăn chay không có thành Phật được. Đó thì gọi là tam tịnh nhục. Nếu mình còn ăn đồ sống, mình nghĩ đồ tươi là ngon thì mình sẽ tạo rất là nhiều nghiệp. Cái nghiệp là cái gì? Giống như một người ăn con cua lấy cái dao đâm ngay cái ức của nó chết thì về lâu về dài á cái người nó sớm muộn cũng bị đau tim á nó 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 tụ lại những cái âm khí cái trượt của những cái con mình giết á sẽ có bệnh đó thí dụ như người mua cá lóc cá chơi đem về nhà đập đầu bịch bịch rồi cái nó dễ dễ nó chết thì đa số những cái người đó đó sau này sẽ bị bệnh nhức đầu kinh niên hay là khó ngủ đó là bệnh vậy và thí dụ như mình mua những cái trứng vịt lộn mình về mình luộc hay là con ốc mấy con ốc sống á mình về mình luộc hay là những con tôm về luộc thì những người đó khi mà đến một tuổi mới nghiệp nó đổ á thì trí nhớ sẽ bị mờ mờ không còn nhớ minh mẫn nữa mà nên nhớ trí nhớ là quan trọng nhất trong đời người nó quan trọng hơn cái tiền trong nhà băng mình có và quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời là cả bao nhiêu con cái tài sản hay là cuộc sống xa hoa không bằng cái trí tuệ Tại khi mà mình cận tử nghiệp mình không còn trí tuệ thì lúc đó cái thằng hồn sẽ dễ dàng dạ đọ vào địa ngục lắm thì gán giữ cái trí tuệ mà nếu mà những người đó hôm nay có duyên nghe chú nói thì nên lại sám hối thì sẽ hết và quay đầu lại với Phật tu tâm dưỡng tánh, Tức là mình ăn những cái con gì mà nó làm sẵn Trong cái frozen Trong cái đông lạnh Rồi có những người người ta bắt bẻ Người ta nói nếu mà những cái người ăn tam tịnh nhục Thì những cái người làm những cái con đó Thì à, nếu không có người ăn Thì làm sao mà có người làm Nếu mà nói dần lân kiểu đó Thì là bỏ tay là tự vì những cái người mà những cái nhà máy mà giết heo giết bò ở Mỹ này đó, nó bằng máy không à thì những cái con vật nó lại những con vật là những nhà đại gia, những nhà tỷ phú, những ông chức quyền lớn khi họ họ lấy của của thế gian quá nhiều thì khi chết họ không có đem của theo để họ tái sanh họ trả nợ được. Là vì họ phải đầu thai thành con thú để mà cho cho chúng sanh ăn thịt lại, đó là một cách trả nợ. Thì cái thế gian này á cho nên bên công giáo cũng có phần đúng nha, gọi là vật dưỡng nhân đó. Cứ nghe là ăn qua ăn lợi Thì cuối cùng mình ở luân hồi sanh tử Trong lục đạo này tối ngày Nhưng những người mà lọt ra Cái cái tầm suy nghĩ đó Mà hiểu được chú nói Khi ăn tịnh nhục mình bớt được cái nghiệp đó Mình không có cái nghiệp Để mà mà sát sanh Thì mình có sức khỏe tốt Mình không có bị bệnh ung thư hay bị bệnh gì nó đột xuất Và đồng thời á à những cái con những cái người đại gia mà khi đầu thai thành con bò con heo để trả nghiệp đó thì là phần của họ, họ trả nghiệp lẫn nhau. Đó là về luật nhân quả là vậy, chú biết là như vậy.